Xin chào các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta quay trở lại với một nội dung mới của Nhân Chứng Sống. Nội dung của tập Nhân Chứng Sống ngày hôm nay rất hữu ích đối với các bạn nào mà sắp sửa đi du lịch ở nước ngoài, hoặc là đi xuất khẩu lao động, hoặc là đi du học. Câu chuyện đầu tiên thì của một bạn có tên là Quyết, sống ở Nhật. Bạn kể lại như sau. Nhà này là nhà công ty cũ cho tôi thuê. Nhà 2 tầng và có tổng cộng 6 phòng ngủ. Phòng tôi thì ở dưới tầng 1. Trước đó, tôi ở cạnh cái phòng giáp tường với phòng này. Cửa ở Nhật thường là cửa trượt kéo và không khóa. Tôi ở cái phòng bên cạnh thì không có chuyện gì. Chỉ thi thoảng thấy lạ là rõ ràng có đóng cửa đi ngủ, mà khi tỉnh dậy giữa đêm thì cái cửa cứ bị mở hờ ra. Ban đầu thì tôi nghĩ là có gió, vì bên ngoài là hành lang. Nhưng hành lang trong nhà kín và cửa nẻo đóng hết rồi thì gió ở đâu ra. Xong rồi tôi đóng vào. Một lát sau tỉnh dậy lại thấy mở ra. Xong rồi tôi nghĩ chắc là do chênh lệch áp suất, vì bên trong phòng có bật lò sưởi, mà bên ngoài thì nhiệt độ lạnh hơn luồn qua khe cửa tạo thành gió dần dần đẩy cửa ra chăng. Nói là khe cửa, chứ cửa trượt là cửa gỗ kính, kín như bưng. Vài lần như thế thì tôi cũng chả có nghĩ ngợi gì. Cho đến khi cái anh ở phòng đó về Việt Nam, thì tôi chuyển sang phòng đó ở, vì nó rộng hơn và có điều hòa hai chiều. Ngủ ở đó thì tôi hay bị là đêm thì mấy lần thẳng thốt thét lên rất to, vì như có ai đó sờ vào mình. Ban đầu thì tôi tưởng trộm, mà ở Nhật thì lấy đâu ra trộm. Tôi ở Nhật tới mấy năm, cửa nhà cũng chẳng bao giờ khóa luôn. Thực ra thì tôi cũng hay bị bóng đè, do thức khuya mệt mỏi, toàn 1-2 giờ mới đi ngủ. Ở đâu cũng vậy nên tôi cũng quen rồi. Tự dưng có một hôm, bạn gái của một anh ở cùng nhà với tôi vào trong phòng tôi ngó lên trần nhà, thì thấy có cái dấu vết chân. Mọi người lao vào xem thì thấy rõ ràng là có dấu bàn chân như chân trẻ con vắt vẻo ở trên trần nhà. Tại sao trên trần nhà lại có vết bàn chân trẻ con bé xíu và lại rõ ngược lên trên trần như vậy? Nhìn rõ tới từng ngón và gót. Nó nằm ở phía trên đầu giường tôi ngủ luôn. Đã thế, giả sử nếu có ai dẫm lên thì cũng chỉ hiện ra được gót chân thôi. Còn ở đây lại có cả vết cổ chân và như chui ra từ cái khe. Tự dưng có một hôm, bạn gái của một anh ở cùng nhà với tôi vào trong phòng tôi ngó lên trần nhà, thấy cái dấu chân này. Mọi người lao vào xem thì thấy rõ ràng là cái dấu bàn chân như chân trẻ con vắt vẻo trên trần nhà. Tôi thấy thế thì lấy nước lau sạch đi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Thực ra ở trên trần đó có rất nhiều vết như hình các ngón tay mà tôi không có chụp lại. Cũng chả sợ gì, vì tôi nghĩ ăn ở hiền lành, không hại ai, không tham gì, chẳng bao giờ sợ ma. Tôi thích tìm hiểu Phật Pháp và hay đọc chú Đại Bi hồi hướng cho gia đình, chúng sinh các kiểu. Đi đường đêm tối qua đường rừng tôi còn không sợ. Lắm khi tôi còn hứng, đạp xe qua rừng còn không thèm bật điện mà cũng không sợ. Mãi về sau, khi đã chuyển lên Osaka sống được hơn năm, tôi mới nghe tin từ bạn bè sống ở đó. Thì hóa ra, cái nhà đó trước đây là cô nhi viện. Từng có một bé gái trượt chân ngã cầu thang từ trên tầng 2 xuống ở trong nhà. Mà cái cầu thang thì ở ngay cái đầu giường của tôi. Do đó, cái chân đó thì theo tôi nghĩ là do vong của em nhỏ đó cố tình cho thấy sự hiện diện của nhỏ bằng cách tạo ra hình bàn chân trượt ở trên trần. Thảo nào, ở trước cửa nhà tôi đã thấy có chữ nho nhỏ ghi là nhà chữ thập đỏ bé xíu khắc mờ mờ trên cánh cửa. Hồi tôi chăm tập thể hình, tôi có chụp ảnh tự sướng thì từng thấy có một ảnh có hình bé gái ở đằng sau. Thấy người yêu cũ tôi bảo thế, nhưng vì hồi ấy mới chia tay được tháng nên em ấy không nói gì. Mãi sau khi tôi phát hiện ra sự việc, tôi có kể thì em mới nói. Ảnh đó thì em ấy không còn giữ, tôi thì lưu ở trong máy iPhone 4S đã bị hỏng, nên tiếc tôi cũng không thể xem được lại. Nhà này hồi tôi mới sang Nhật
Ở trong nhà người ta có để một cái bùa bằng lá cây và buộc mấy cái dây gấp gấp trắng trắng. Theo như mấy anh đi trước bảo là cái cảnh lá cây khô bé tẹo như lá nhãn, mà tính tới thời điểm tôi vào gần chục năm, cái lá đó nó vẫn cứng mà không rụng tí nào. Giờ thì cái nhà đó đã phá bỏ rồi và xây cái nhà mới tinh. Tôi cũng xin bổ sung thêm là thấy mọi người hay bảo chắc là do chân đứa bé dẫm lên lúc xây nhà. Ngày xưa tôi cũng nghĩ thế, nhưng thực ra cái nhà này xây lâu rồi và anh em Việt Nam ở nhà này cũng có thâm niên. Có anh ở 5 năm về mà không có chuyện gì, và bọn tôi cũng hay vào phòng chơi nhưng không phát hiện gì. Tôi sang phòng đó hơn 1 năm, nằm ở đó cũng chưa thấy. Đột nhiên một hôm thì em kia thấy. Hơn nữa cái chân này màu tím rất lạ mà không phải là do vết bẩn. Nó lại có phần cổ chân trượt. Trước đó thì không thấy, có lẽ là do nhánh cây bùa tôi kể vẫn còn. Về sau đến cái giai đoạn phát hiện ra thì tôi nhớ là cái cành cây bùa đó bọn tôi bỏ đi khi dọn nhà, và để lâu nó rơi mất cái gấp trắng, chỉ còn lại nhánh cây khô. Dọn nhà xong chắc là đã vứt đi luôn. Khi phát hiện ra, tôi cũng tính nói để giảm tiền nhà, vì nhà tôi thuê cũng khá đắt, cỡ 3 man 9 mỗi phòng, chưa kể điện nước, nhà thì 6 phòng. Nhưng nghĩ lại sợ kinh động đến nhỏ, nhỡ người ta bắt nhốt hay làm gì đó cũng tội, nên cứ kệ mà ở tiếp cũng không sợ sệt gì. Cái nhà tôi đang kể là ở Kakaishi chứ không phải là nhà hiện tại. Chỗ này giờ người ta xây nhà mới, nhưng trên Google Street View vẫn chưa cập nhật nên vẫn còn ảnh cũ. Tiếp tục là một chuyện tâm linh của một bạn du học sinh ở Nhật Bản. Tôi từng thuê phải một căn hộ ma ám khi mới sang Nhật Bản. Đó là căn hộ rộng 30 m² ở quận Nerima, Tokyo, và tôi sống một mình. Tuy nhiên, lời khuyên cho các bạn là trước khi đi thuê nhà ở Nhật Bản, nên kiểm tra ngôi nhà đó trên một trang web đặc biệt, xem đây có phải là nơi từng xảy ra những vụ án hoặc là có tự tử giết người hay không. Có lẽ bởi vì tôi không biết cái mẹo này nên tôi đã bị bên trung gian lừa gạt và thuê đúng vào căn nhà có ma. Chuyện kỳ lạ xảy ra sau khi tôi mới đến phòng mới ở được vài ngày. Giường mà tôi nằm là đồ có sẵn trong phòng, có hộp tủ bên dưới và đệm bên trên. Gác lửng thì tương đối cao, khi nằm thì có thể nhìn thấy toàn bộ phòng. Khoảng tầm một tuần, tôi luôn bị tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng. Toàn thân như bị ai đó ướp đá, luôn lạnh toát nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Trong đầu thì lại luôn vang lên những tiếng ong ong. Điện thoại của tôi thì luôn bị tắt một cách đột ngột vào giữa đêm, cho dù trước đó tôi chỉ để chế độ im lặng. Có một lần dậy đi vệ sinh, tôi còn từng nhìn thấy bóng của một cô bé lờ mờ đứng ở giữa phòng, khuôn mặt thì hướng về phía tôi. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân tôi như bị điện giật, tóc dựng đứng hết cả lên, da đầu tê dại, giống như bị dị ứng. Lúc đấy, tôi chỉ có thể tự trấn an mình, đây là mơ thôi. Nhưng nếu là mơ thì cũng quá thật. Tiếp đó, đồ đạc trong phòng tôi như vali, máy tính, thậm chí là cả sách vở luôn biến mất hoặc bị tự ý di rời khỏi vị trí vốn có. Mọi chuyện chỉ xảy ra thực sự tồi tệ hơn khi vào một tối khuya, sau khi tôi đã đến ở được gần một tháng, khi kết thúc công việc làm thêm về muộn. Khoảnh khắc tôi vươn tay bật đèn, tôi có thể nghe thấy những âm thanh chói tai của cái công tắc vang vọng trong phòng. Không hiểu sao đèn chẳng thể bật và ngay cả điện thoại cũng đột nhiên sập nguồn mà không thể khởi động lại. Khi tôi đang mò mẫm cất đồ, vừa quay lưng lại thì ở giữa bóng tối u ám trong phòng, tôi nhìn thấy cái bóng lạ hoắc của bé gái đó một lần nữa. Ngay lập tức, toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, người mềm nhũn, không dám tiến thêm bước nào. Tôi cố gắng suy nghĩ về những khả năng xảy ra chỉ trong vài giây. Trong nhà có trộm, nhưng không thể nào, một đứa nhỏ sao có thể là trộm được. Mình đang nằm mơ sao? Nhưng mà đầu óc mình đang tỉnh táo như vậy mà cũng không có dấu hiệu ngủ mơ. Cuối cùng, tôi không thể nhịn được, bèn lớn tiếng quát.
bằng tiếng Nhật. Em là ai thế? Em định làm gì? Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Sau đó, trí nhớ tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt. Nói rằng tôi đã ngất đi thì đúng hơn là ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì ngoài cửa sổ trời đã sáng. Đèn và điện thoại đã có thể khởi động lại như bình thường, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không còn dám ở một mình trong căn phòng đó nữa. Cứ mỗi tối, tôi đều bật đèn trong lúc ngủ, rồi ban ngày thì chịu khó đi tìm nơi mới. Sau này, một bạn học đã bật mí với tôi về trang web có thể tra cứu và tìm kiếm những ngôi nhà bị ám ở đây. Thế nên tôi đã tìm kiếm thông tin về căn hộ mà tôi đã từng sống. Kết quả thật sự khiến tôi vô cùng sốc. Vào tháng 1 năm 2014, có một em học sinh nữ đã tự tử bằng cách nhảy từ cửa sổ của một căn phòng trên tầng 5 khu vực này. Mặc dù không rõ độ tuổi, cũng không chỉ rõ địa chỉ, nhưng tôi linh cảm chắc chắn đó là căn hộ trên tầng 5 mà mình đã từng sinh sống. Câu chuyện tiếp theo thì của một bạn du học sinh tại Nhật Bản. Bạn này thì học ở tỉnh Ehime. Bạn kể lại chuyện mà bạn đã trực tiếp trải qua vào năm 2006, vào lúc đầu tháng 10 dương lịch. Khi đó, em nhập học tại Nhật Bản và được trường bố trí cho một phòng đơn ở ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài. Ký túc xá này thì nằm ngay trong thành phố, trong cùng khuôn viên với khoa mà sau này em theo học. Nhìn bề ngoài thì ký túc cũng chả có gì đặc biệt. Lúc nào cũng có xe đạp của bọn sinh viên, cổng thì lúc nào cũng mở, chỉ có đêm mới đóng nhưng cũng không khóa. Tầng 1 là khu sinh hoạt chung. Hội trường bên tay phải, còn bên trái là chỗ nhà ở của bà quản lý và phòng cho sinh viên có gia đình. Tầng 2 và tầng 3 là khu cho bọn sinh viên nam và tầng 4 là khu dành cho nữ sinh viên. Ký túc xá thì được cái là dù ngày hay đêm đều có đứa đang ngủ, đang nấu ăn, giặt giũ hoặc làm gì đó. Tóm lại là gần như lúc nào cũng có người thức mặc dù đã tắt đèn. Phòng của em được phân là phòng ở giữa dãy. Sát bên phải là ông em người Việt, bên trái là một thằng cha người Úc. Thằng này thì chuyên tập kiếm đạo Nhật Bản và riêng cái món rút kiếm nó học mất mấy tháng. Phòng thì chỉ khoảng 10 mét vuông, không có bếp, không nhà vệ sinh, chỉ có một giường đơn, một bàn học và một ghế. Tủ cao khoảng 1m2, có nhiều ngăn rút để quần áo. Cửa thì có cánh thủy lực để luôn đóng nhằm giữ gìn sự riêng tư và mỹ quan chung. Sau khi được nhận phòng và được nhận chăn ga gối, em liền lăn ra ngủ do phải bay qua đêm đến tận chiều mới tới nơi. Vừa nằm xuống ngủ được một chút thì tự nhiên em thấy có cái áo khoác bay vè vè như kiểu có bàn tay ai đó xòe rộng cái áo ra rồi phủ lên ngang người em. Em lúc đấy thì cũng chưa ngủ hẳn mà vẫn còn nhớ như in là trước lúc em nằm, em có vắt cái áo khoác lên cái ghế quay ở bàn học cách giường khoảng gần 1 mét. Em điên quá liền vung tay choàng dậy, mở mắt thì cái áo vẫn còn vắt ở trên ghế ở bàn học. Lúc đó thì em cũng biết là bị trêu, nhưng phần vì mệt, buồn ngủ, phần vì không thấy sợ nên tiếp tục ngủ. Nhưng cũng chỉ được độ khoảng dưới 30 phút thì cảm thấy bị dựng giường mọi người ạ. Cái cảm giác cực kỳ thật mà em chưa bị vụ này bao giờ. Lúc này em cũng hơi tỉnh vì còn nhớ được là dựng giường mà sao mình không có bị rơi ra khỏi giường, nên kệ và ngủ tiếp. Lát sau thì thấy bị dựng giường thật, nhưng lần này còn có đoạn rung lắc như kiểu muốn hất mình ra khỏi giường. Em còn nhớ trước lúc choàng tỉnh dậy thì còn nghĩ hóa ra dựng giường là như thế này đây. Và khi tỉnh dậy thì thấy mọi thứ im lìm, em biết có cơ sự rồi. Em liền có lời thầm thì bằng tiếng Nhật: tôi là người phương xa đến đây chỉ để học hành, mong người khuất mặt đừng trêu chọc đùa vui như vừa rồi, để cho tôi còn được nghỉ ngơi, yên tâm học hành. Quả nhiên, không còn hiện tượng gì cho đến khi em chuyển ra khỏi ký túc xá. Sau này, em có kể lại cho một ông Việt Nam đến trước
và cũng ở cái phòng đó từ 2 năm trước. Ông ấy cũng bảo là bị bóng đè dúi dụi, nhưng lại không nghĩ do người âm trêu nên cũng chịu đựng được một thời gian thì hết. Ông ấy cũng nói cái phòng đó trước có thằng Tàu, nó lập cả bát hương vì có khói đen ở trên trần. Vậy là hai anh em thống nhất chỗ ấy có ma. Nhưng khu này vượng dương khí nên ma mãnh cũng không hoành hành nhiều. Khu ký túc xá này, trước khi em về Việt Nam thì có một vụ em người Trung Quốc nhảy từ tầng 4 xuống để tự tử, sau đó thì chết ở bệnh viện. Bọn sinh viên còn làm lễ cầu nguyện, đặt hoa thắp hương nghi ngút mấy tuần sau đó. Bọn con gái trên đó thì có đồn là đêm hôm cũng thấy sự lạ như tiếng động hoặc bước chân người ở cái phòng đó. Vốn là đã bị bỏ không sau vụ nhảy lầu, nhưng chẳng có ai chứng kiến được trực tiếp. Sau khoảng một năm thì em nghe là có bố trí một bạn người Việt ở, nhưng bà này thì cũng cứng bóng vía. Thi thoảng em cũng hỏi có thấy ma mãnh gì không thì bà ấy bảo là chả thấy gì, cũng không có gì lạ. Phía bên trái khu ký túc xá cũng có một cổng phụ, đối diện qua đường rộng khoảng 8 mét có một khu nhà chung cư của dân ở. Sau vụ em Tàu tự tử thì cũng có một thằng cu người Nhật nhảy từ tầng 8 hay 9 gì đó xuống. Hôm đấy thì có thằng em người Nhật của em chứng kiến. Về kể lại thì nghe ghê không chịu được. Được cái thằng này cũng cứng bóng vía, con nhà giàu, nên đêm hôm khỏi nghĩ nó cũng chả sợ. Câu chuyện kế tiếp thì của một bạn giấu tên, kể vào năm 2020. Chuyện này thì là xảy ra với bạn thân của bạn ấy, tên là Nam. Nam thì từ nhỏ đến lớn đều học rất giỏi, chẳng những giỏi mà là con nhà giàu nữa. Sau khi học xong lớp 12, cậu ấy dự định sang Nhật học công nghệ tiên tiến để về nối nghiệp cha, làm lãnh đạo của một công ty lớn. Sang Nhật thì cậu có thuê một phòng trọ ở gần nội thành Tokyo, tức là cậu vẫn ở ngoại ô. Lúc vào căn phòng thì có cảm giác hơi lạnh lạnh, chắc là do nhà cũ kỹ, quét dọn lại là ở được, cậu ấy nghĩ vậy. Sau đó thì cậu bắt tay vào quét dọn. Cậu ở một ngày, hai ngày, ba ngày thì không có sao. Qua đến ngày thứ tư, đêm đó thì cậu có ngủ và nằm mơ thấy là đang ngồi trước tivi. Góc tường bên trái thì có một cô gái mặc bộ kimono đang quay mặt vào tường. Trong vía của cậu thì có hỏi rằng cô là ai. Hỏi như thế tới ba lần mà cô gái này chẳng trả lời. Cô này thì mặc một bộ kimono màu tím, phần da trắng sát, nhìn lúc đầu thì thấy hơi ớn. Nam hỏi ba lần thì cô gái chẳng trả lời, thì cậu ấy tính là sẽ hỏi tiếp. Thế nhưng khi cậu ấy vừa đứng dậy ở trong mơ thì thấy cô gái quay đầu lại, mà không phải là quay toàn thân mà chỉ quay cái đầu thôi. Một hình ảnh kinh dị đập vào mắt cậu ấy, đó là hốc mắt sâu, không có lỗ mũi, tóc bới gọn gàng, đặc trưng của người Nhật Bản, thì xõa dài ra chân. Khi đó thì cậu giật mình tỉnh dậy, người cậu đổ mồ hôi ướt nhẹp, hôi rình. Đang hoảng sợ thì càng hoảng sợ hơn khi cậu phát hiện ra là mình đang nằm trước tivi. Sang ngày hôm sau, cậu quyết định tiếp tục đi học, và lúc chiều về thì thấy trong nhà có một đôi hài màu đỏ. Lúc này trong đầu cậu nghĩ rằng chắc là bác chủ nhà đi kiểm tra phòng mà để quên lại. Khi đấy thì cậu vẫn chưa nghĩ tới chuyện tâm linh vì chưa bao giờ gặp phải chuyện tâm linh. Nam có bảo rằng khi đấy thì cậu ấy tính sẽ mang qua trả lại cho bác chủ nhà. Thế nhưng trong lúc tắm rửa thì nghe thấy có tiếng lịch bịch ở ngoài. Nam nghĩ rằng do mấy con chuột chạy xung quanh. Nhưng khoảng chừng 5 phút sau thì lại nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cậu mới nghĩ rằng quái lạ, đã chốt khóa rất là cẩn thận rồi, làm gì có ai vào phòng mình. Hơn nữa bác chủ nhà giờ này thì đang đi tập thể dục. Thế rồi Nam nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Bỗng dưng phòng tắm mất điện, cậu lại càng thêm sợ. Tính mặc đồ lẹ lẹ rồi đi ra khỏi phòng. Thế nhưng khi đi ngang qua phòng khách thì chẳng thấy cái đôi giày màu đỏ đâu nữa. Nam hoảng quá,
Lúc đó thì bà chủ nhà đi tập thể dục về. Nam kể lại mọi chuyện. Bà đấy cũng thú thật là lúc trước phòng này là của con gái bà ấy, bị một thằng hiếp rồi giết, dìm xuống bồn tắm ngay trong phòng mà Nam thuê. Ngay trong đêm đấy, Nam quyết định thu xếp đồ đạc rời khỏi căn nhà này, và sáng hôm sau đặt vé máy bay về Việt Nam luôn. Về đến thành phố Hồ Chí Minh thì Nam có đi tìm thầy. Thầy có nói là cái lần ma hiện rồi quẹo đầu là muốn cảnh cáo không được ở phòng đó nữa. Thực ra ma đấy cũng là ma tốt, vì biết con sắp sửa bị dính vào án mạng nên mới 5 lần 7 lượt hiện ra để dọa con, cho con mau mau rời khỏi. Thầy nói xong liền tổ chức buổi lễ đọc kinh cầu an cho Nam. Và sau đó Nam cũng quyết định không sang du học Nhật nữa. Chuyện kế tiếp thì của một bạn du học sinh có tên là Ryan Phạm. Bạn này thì du học ở Singapore. Trường em là trường Raffles Institution. Nói chung thì các bác cũng biết, đất nước Singapore thì nhỏ bé, chỉ bằng Hà Nội, nhưng có rất nhiều người chết hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Với cả Singapore có rất nhiều nơi là nghĩa địa. Trường em thì cũng không nằm ngoài trường hợp đó. Bác nào bảo em chém thì các bác Google là biết ngay. Chỗ của em là khu Bishan, ở ngay khu trung tâm của Singapore. Về mặt địa lý thì từng là nơi chôn hàng nghìn người chết vì giặc Nhật. Nhưng nhà nước Singapore đã cho xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng nên khu này trở nên hot, nhất là sau khi trường em di rời về đây vào năm 1993. Ở phần này thì em chỉ kể những chuyện mà em chứng kiến được. Hôm đó thì em đang ngồi uống nước ngọt. Lúc đó là vào lúc 1 giờ đêm. Thằng cùng phòng chắc là đi chơi nên em đang ngồi chat với con bạn mà em thích. Chat thế nào, rồi tới lúc em sờ lên mặt bàn thì không thấy cái lon coca đâu cả. Em sờ xuống đất cũng không thấy. Thế là em bảo nó chờ tớ tí nhé, tớ đi tìm lon coca. Đến nó cũng phải cười, sao cậu uống để đâu mà phải đi tìm. Em bảo là vừa uống vừa chat với cậu, chắc là đã đi đâu rồi. Em phải mò tới mất 10 phút mọi người ạ. Rồi mãi sau đó em mới thấy nó ở trong nhà vệ sinh. Em thề là em vừa uống vừa chat với gái, em không hề nhích đít đi đâu cả. Em về lại chỗ ngồi rồi bảo nó là tớ tìm thấy trong phòng vệ sinh, và bảo là quái lạ, có đi đâu đâu, trong khi thằng cùng phòng thì chưa về. Nó có đùa em, chắc là cậu bị ma trêu rồi. Sau đấy thì em có đi bơi một hôm. Cái bể bơi chết tiệt ấy dài tới 50 mét. Tất cả các cầu thủ trong đội bóng hôm đấy đều được lệnh phải đi bơi, mà em cũng không hiểu tại sao huấn luyện viên lại quyết định kỳ cục như vậy. Em đến trễ nên em vào thay đồ sau mọi người. Trong phòng thay đồ thì không có một ai cả, nhưng em thấy có một cái quần bơi, một cái cặp và một cái khăn tắm ở trong đó. Em vào tắm vòi qua loa thì đi ra. Rồi em thấy có một cảnh tượng rất là tâm linh. Cái vòi nước nó cứ tự nhiên phụt nước từng phát một. Đây là cái vòi nước ở bể rửa tay, nhưng hoạt động theo cách phải cho tay vào thì nước mới tự xả. Thế nhưng ở đây lại chả có ai dí tay vào mà nó cứ xả nước. Nếu là vòi hỏng thì còn có thể chấp nhận được, nó sẽ xả triền miên. Đây thì nó cứ phụt phát một, cứ được 10 giây lại phụt 1 giây xong lại tắt. Em hét lên "Fucking stop it!" Tức là dừng lại đi. Thì thấy nó im im trong vòng 2 phút. Em ra kêu đồng đội vào xem. Vào thì thấy vòi không phun, nhưng bộ quần áo cùng khăn tắm và chiếc cặp thì biến mất. Em thề lúc đó là em ở thì không có ai. Em chạy ra gọi mọi người vào thì cũng chỉ mất mấy giây thôi, chứ làm sao có đủ thời gian để cho người ta chạy ra được. Chuyện tiếp theo thì xảy ra vào một buổi đêm gần đây. Khi đấy em đang đọc truyện thì nghe thấy có tiếng lạch cạch,
như ai đung đưa cái cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm thì em có đóng vào. Thế rồi tự nhiên có tiếng nước tí tách rơi nhỏ giọt từ vòi tắm. Em cũng hơi nổi da gà, tại vì vừa đọc truyện ma xong, nhưng không có dám gọi thằng cùng phòng dậy. Em đang để im im thì thấy cửa nhà phòng tắm nó mở ra một tí. Lúc này thì em lẩm bẩm: "Please go away, God is with me." Có nghĩa là xin hãy đi đi, Chúa đang ở bên tôi. Thì bỗng dưng thấy im im, cửa không mở ra nữa. Em để iPad xuống sàn nhà và nhắm mắt lại, bình tĩnh rồi tự nhủ: chả lẽ con ma này nó lại sợ Chúa. Em cũng xin chia sẻ là trước đây em hay đi nhà thờ, nhưng em không có theo đạo. Em sau này cũng nghĩ đi nghĩ lại, tại sao trong trường lại bật các đèn sáng trưng? Tại sao lại có nhiều bảo vệ đến vậy? Tại sao lại nuôi mèo hoang cho chạy linh tinh khắp khuôn viên? Bởi lẽ ở đây có camera khắp nơi, có cả hàng rào, bảo vệ cũng nhiều, bật đèn sáng trưng làm gì cho tốn điện. Em cũng nghĩ là ban lãnh đạo trường đã từng biết tới những vụ việc tai quái xảy ra ở trong trường. Chỉ có điều có ít chuyện mới được kể ra mà thôi. Kế tiếp cũng là câu chuyện của một bạn du học sinh ở Singapore. Bạn này thì có tên là Biểu Biểu. Mình từng có thời gian rất lâu ở bên Sing cùng với người nhà. Khu mình ở là khu Cavana Lodge. Ai ở Sing cũng đều biết khu này là khu nhà giàu và nằm kế bên cạnh dinh tổng thống. Đợt đấy thì mình ở trong một khu căn hộ. Nói chung cảnh vật đẹp nhưng khá buồn, vì ban ngày mọi người đều đi làm hết, khu sân chơi cũng vắng vẻ. Hôm đấy thì mình ngủ trong phòng vào buổi trưa. Đột nhiên mình nghe thấy có tiếng cười khành khạch ngoài ban công. Bị tiếng động đánh thức, mình mở mắt dậy để nghe ngóng thì lại không thấy gì nữa. Nghĩ là nghe nhầm, mình lại ngủ tiếp. Thế nhưng trong mơ, mình thấy cảnh tượng một người đàn ông cầm dao đuổi theo một người phụ nữ. Khi cô ấy chạy vào thang máy thì ông này đâm hụt. Người đàn ông tức tối đi về, vừa đi vừa lầm bầm chửi. Tới lúc mình mở mắt tỉnh dậy thì trời đã tối, mưa lầm dầm. Mình có hỏi cô chủ nhà rằng ở đây có ai từng bị giết chết hay không, thì cô chủ nhà trợn mắt và lắc đầu. Mình cũng không có hỏi thêm nữa. Những ngày sau, mình đều mơ giấc mơ lặp đi lặp lại như vậy. Mình có tìm kiếm thông tin trên internet thì chẳng thấy gì. Tới ngày rằm tháng 7 năm đấy, ở người Sinh đa số là người Hoa và họ vẫn cúng rằm. Mình có thấy cô hàng xóm người Hoa nhà bên cạnh xì sụp khấn vái trước cửa thang máy. Chỉ là cúng trộm thôi, chứ không có lễ lạt hương khói gì đâu. Mình lấy làm lạ, hỏi cô thì cô trả lời rằng ở ngay trong căn nhà mà mình đang ở, trước đây từng có một cặp vợ chồng sống ở đó. Nghe nói trước khi bị bắt thì thằng chồng buôn thuốc phiện. Không biết vì sao hai vợ chồng họ suốt ngày cãi nhau, đánh nhau. Có lần ông chồng còn truy sát cô vợ. Rồi cô này trốn được về nhà mẹ đẻ. Một thời gian sau, người trong khu thấy cô về với chồng. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô đột quỵ chết trong thang máy. Người ta bảo nguyên nhân chết là do trụy tim, nhưng mọi người trong khu đều tin rằng cái chết của cô ấy chắc chắn có liên quan tới người chồng. Một thời gian sau thì người chồng cũng bị bắt, đi tù ở đâu thì không rõ. Lúc đó mình muốn chuyển nhà lắm rồi, nhưng chót đóng tiền nên đành chịu. Mình có để tỏi ở đầu giường, dao ở dưới gối, cùng khấn ngoài ban công, vậy mà vẫn bị vài lần bóng đè. Rồi sau này cũng hết. Căn phòng mình ở là phòng master, tức là phòng lớn nhất trong căn nhà, cũng là phòng mà hai vợ chồng nhà đó ở. Khi hết hạn hợp đồng, mình chuyển sang nhà khác cũng ở trong khu. Mỗi lần đi qua nhà cũ, mình đều chạy vù qua mà không dám đứng lại. Còn về thang máy, đương nhiên là mình không dám đi rồi. Chuyện tiếp theo là của một bạn có Facebook tên là Quyền Nguyễn, kể về chuyện xảy ra ở Đài Loan vào năm 2017.
Khi đó thì mình đang làm cho một công ty nhựa ở Đài Nam. Mình làm ca đêm từ 8 giờ tối tới 8 giờ sáng. Công ty mình như thường lệ thì tầm gần 12 giờ đêm có một người cắm nồi cơm để ăn đêm. Lúc đấy thì tầm 12 giờ rưỡi đêm, mình và một anh nữa sinh năm 89, quê Thanh Hóa, đi ăn cơm. Ăn cơm trong bếp xong, hai anh em mới bảo tắt điện bếp, đi ngủ một tí rồi ra làm. Tắt điện xong, mình mới nằm trên bàn ăn ngủ, còn ông anh thì nằm ngay bên cạnh mình dưới sàn nhà. Đang ngủ được một lúc, ông anh hốt hoảng đập mình dậy, lôi mình ra khỏi bếp vào trong xưởng. Mình mới hỏi tại sao thì ông ấy không nói, chỉ thấy mặt anh tái mét. Mãi lúc lâu sau ra hút thuốc, ông ấy mới ngồi kể, bảo nãy mày không thấy gì à. Ông anh kể lại, lúc đang thiêu thiêu ngủ, anh bị bóng đè. Mở mắt ra nhìn thấy mình vẫn nằm trên bàn. Đứng ở bên cạnh mình thì có một đứa con gái tóc dài, không nhìn rõ mặt. Nó cứ cầm cái cạnh bàn, cố đẩy cho lật cái bàn đó đổ vào người ông ấy. Ông ấy thì nằm bên dưới. Nó thì cứ cười rất là kinh dị. Ông ấy bảo không miêu tả được cái điệu cười của nó, chỉ biết là rất sợ hãi. Ông ấy sợ quá, cứ giơ tay lên để đỡ cái bàn cho không đổ vào người. Mà lúc đấy mình vẫn nằm ngủ ở trên bàn mà không biết gì. Cứ như vậy, ông ấy hãi quá, cứ vừa đỡ vừa hô Nam Mô A Di Đà Phật. Phải mất một lúc lâu thì mới bật dậy được. Dậy rồi toát hết cả mồ hôi, bật điện lên thì mình vẫn nằm đó, vẫn tư thế đó như không có chuyện gì xảy ra. Ông ấy hãi quá, đập mình dậy, lôi mình ra khỏi bếp. Đến hôm sau, ông ấy nặng nặc xin chủ cho làm ca ngày. Chủ hỏi tại sao thì ông ấy không nói. Mãi sau mới kể thì bị chủ mắng, bảo là bịa chuyện, làm hỏng danh tiếng của nhân viên công ty. Vài hôm sau thì thấy chủ nó làm lễ lớn, lắm người đeo mặt nạ, múa kiếm, đánh trống, chiêng các kiểu. Từ hôm ông ấy kể là hãi, không dám đi cắm cơm một mình, cứ đi qua bếp là rợn hết tóc gáy. Đi ăn cơm cũng phải có vài người đi cùng. Mình có hỏi đi hỏi lại nhiều lần là có phải thật không hay là anh dọa em, thì ông ấy bảo là thật. Kể cả anh em đi uống rượu xong hỏi thì ông ấy vẫn khẳng định là thật. Mình thì không thấy tận mắt, nhưng nghe kể như vậy cũng run hết cả người. Tới giờ kể lại vẫn nổi hết cả da gà. Chuyện kế tiếp thì của một bạn tên là Hà Nội 518 trên diễn đàn Ô Tô Fan. Chuyện này xảy ra ở một thành phố bên Trung Quốc. Năm đó là khoảng năm 2000. Em thi trượt đại học lần 2 vì bỏ thi. Em vốn là thi khối A, thi xong 2 môn thì đoán chắc trượt nên bỏ không thi nữa. Mẹ em chạy vậy cho em sang Trung Quốc học. Phải học 2 năm học tiếng xong mới được học chuyên ngành. Lúc em mới sang thì bỡ ngỡ, không biết tiếng, cũng không có anh em, người thân, nên thuê ở một mình một căn hộ trên tầng 7, là tầng trên cùng của một khu tập thể 7 tầng khá cũ kỹ. Đơn nguyên em ở mỗi tầng có 3 căn hộ, có một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một khu ban công. Căn hộ em thuê thì khu ban công chủ đã lắp chuồng cọp hàn kín lại làm khu bếp. Chủ nhà thì là một đôi vợ chồng già trên 70 tuổi. Ông chồng tính khá là dị, em lại không biết tiếng nên cũng ít giao lưu, không nói chuyện nhiều. Căn hộ em thuê, lúc mẹ em đưa sang xem thì có nhận xét là có cảm giác hơi lạnh và âm u. Nhà để gương khắp nơi và có rất nhiều tranh truyền thần của ông chủ nhà treo dán khắp nơi. Tuy nhiên lúc đó cũng do vội nhập học và mẹ em sắp phải về nên em chọn đại ở luôn. Đến bây giờ, sau hơn chục năm, em vẫn nhớ thời gian em ở căn hộ đó là 3 tháng 21 ngày. Có nghĩa là khi đi bỏ luôn tiền cọc 1 tháng và hơn 2 tháng tiền nhà, gần như là tháo chạy khỏi đó. Trong thời gian ở đó thì có xảy ra một số chuyện khá kỳ quặc, dây dưa tới cả sau này, mà khi em đã chuyển được vài tháng sau đó nữa. Hồi đấy thì em mù cả chữ lẫn tiếng,
mà lại phải tự đi chợ nấu cơm. Đi chợ toàn kiểu ra hàng thịt, chỉ vào miếng thịt, rồi đưa tiền chẵn để cho người bán tự trả lại tiền thừa. Mua bán chả nói câu nào, như kiểu người câm đi chợ. Lúc đầu, mấy người bán ở chợ cũng ngạc nhiên, sau cũng quen rồi. Em cứ ra đó chỉ đồ cần mua là họ tự tính rồi trả tiền thừa mà không hỏi nhiều nữa. Sau vài tháng, tiếng cũng biết chút. Có lần em ra chợ mua đồ, có bà mua hàng góp ý nên mua cái này cái kia. Em chỉ ậm ừ. Bà bán hàng bảo luôn: "Nó bị câm đấy, lại bị điếc nữa, không nghe thấy gì đâu." Về căn hộ mà em thuê thì như đã nói, nó âm u kỳ lạ. Ngoài việc có nhiều gương nhỏ khắp nhà, em còn phát hiện ra chủ nhà nhét rất nhiều mảnh gương nhỏ ở dưới ghế sofa. Khi tối ngủ ở trong phòng ngủ thì em thường có cảm giác có ai đó ở ngoài phòng khách, nhưng em vẫn nghĩ đó là vì mình xa quê, ở một mình, chưa quen nên tưởng tượng ra thôi. Mọi việc vẫn thế. Ngày đi học, chiều đi chợ nấu cơm. Được hơn tháng thì đến một ngày, em vừa đi học về, tầm chiều lúc 5 giờ hơn, khi vừa mới mở cửa bước vào nhà thì có một giọng nói vang lên trong đầu: "Chu Sử Rấn, quá lại là..." Tức là: "Người ở trọ, về rồi à?" Em hơi ngờ ngợ nhưng vẫn nghĩ do mình lần đầu xa nhà, sống một mình suốt ngày lủi thủi, ít nói chuyện với người khác nên sinh ra hoang tưởng. Giọng nói này lúc đầu thì ít, mỗi lần xuất hiện thì hơi sợ, đặc biệt chỉ xuất hiện khi em về đến nhà. Nên hàng ngày đi học về, cơm xong là em đi dạo tầm hơn tiếng rồi mới về. Khi đấy cơm chín là vừa, thức ăn thì làm từ sáng ăn cả ngày. Thường thì một món xào và một món luộc. Ăn cơm xong lại ra quán net ngồi tới 10-11 giờ đêm mới đi ngủ. Giọng nói kia lúc đầu vài ngày xuất hiện một lần, sau càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Thường là mấy câu kiểu: "Người ở trọ có thích Trung Quốc không?" "Người ở trọ có thích người Trung Quốc không?" "Cậu thấy sống ở Trung Quốc như thế nào?" Kiểu kiểu như vậy. Lúc đầu thấy em lờ đi, mặc kệ, coi như không nghe thấy gì hết. Sau rồi một thời gian, em cũng nói chuyện với cái giọng nói trong đầu mình luôn. Đại loại như: "Nói thật là tôi cảm thấy thích người Trung Quốc, nhưng chính phủ Trung Quốc thì quá tệ." Đại khái như vậy. Tới tầm tháng 10, thời tiết chuyển lạnh, giọng nói kia xuất hiện nhiều hơn. Ngày 3-4 lần, mỗi lần chỉ hỏi đúng một câu và em vẫn tin mình bị hoang tưởng do sống ở đó. Gió lạnh vừa về thì em bị cảm, nằm liệt giường luôn. Ngày đầu tiên thức dậy, sức lực rã rời. Em nghỉ học nằm trong nhà, chán chả buồn nấu cơm. Đến tối đói quá, dậy nấu ăn thì phát hiện nhà còn lưng bát gạo, thịt rau đều hết, còn có vài quả trứng đành nấu cháo ăn. Ăn một bữa là hết luôn. Định bụng mai sẽ cố dậy đi chợ mua đồ ăn. Tối hôm đó, tầm hơn 1 giờ đêm, em bị đánh thức bởi ai đó hình như đang đập vào chân mình. Hé chăn ra thì thấy có một người tí hon, cao tầm 50-60 phân, đang nhảy ở cuối giường chỗ chân. Lạ lắm, cảm giác cứ không phải là mơ, vì em thấy đau chân nên lẩm bẩm: "Thôi đi, tôi không đùa đâu." Tức thì yên ắng luôn. Thế rồi đắp chăn ngủ tiếp. Sáng hôm sau, ốm nặng liệt giường luôn. Lết được ra phòng khách mệt quá phải ngồi nghỉ lúc, thì thiếp tới hơn 2 giờ trưa mới dậy. Cố lục tìm thức ăn mà cả nhà đều trống trơn. Nghĩ bụng, lết từ phòng ngủ ra phòng khách mà đã thế này, giờ mà lết từ tầng 7 xuống tới tầng 1, đi ra chợ cách hơn 700 m, rồi lết về tầng 7, làm sao đi được. Nên đành quay lại phòng ngủ, ngủ tiếp, hy vọng hôm sau sẽ đỡ hơn. Tối hôm đó, tầm 1 giờ hơn, em lại bị tỉnh dậy bởi những cái đập làm chân đau điếng. Đau lắm luôn, đến mức em phải cắn răng vào để chịu. Miệng thì lẩm bẩm văng tục, vẫn cảm giác ai đó đang nhảy tưng tưng cuối giường trên chân mình. Em tự nhủ: "Kệ mẹ mày, bố đéo thèm chơi với mày, đi mà chơi một mình." Rồi em chùm kín chăn, cố mà ngủ. Nó vẫn không chịu đi, vẫn nhảy tưng tưng như thế. Thường là ở trên giường, lúc nào nhảy
trúng vào chân thì đau lắm. Em kệ, lại văng tục. Bố đéo sợ nhé. Một lúc sau thì hết, không thấy gì nữa, ngủ thiếp luôn. Ngày thứ ba, em vẫn nằm ốm liệt giường. Em ngủ mê mệt từ sáng tới trưa, thì ra phòng khách, ngồi lì, rồi lại nằm tiếp. Tự nhủ tối nay thằng tí hon kia không biết có đến nữa không. Bụng thì đói lắm rồi, nhưng cảm thấy không còn tí sức lực nào. Đầu óc thì quay cuồng nên lại quay vào giường. Tối hôm đấy vẫn như mấy hôm trước. Một giờ hơn tự nhiên lại tỉnh dậy. Thằng tí hon lại đến nhưng chỉ nhảy một chút. Nhẹ chứ không còn mạnh như mọi khi rồi biến mất. Thấy hơi kỳ lạ, em hé chăn xem nó đi hẳn chưa. Thì thấy dưới chân đầu giường có một con chó trắng đang ngồi. Không xa, ở góc nhà cạnh cửa ra vào là cái bóng đen thù lù một đống. Nhìn kỹ thì là của một ông già. Ông ấy chỉ đứng đó nhìn thôi chứ không cử động gì. Chả hiểu sao lúc đó em chẳng thấy sợ gì cả. Cứ nhìn vào góc nhà chỗ cái bóng đó, rồi lại nhìn con chó trắng vẫy đuôi với cái bóng. Nhìn chán rồi lại đắp chăn ngủ tiếp. Tới ngày thứ tư, sáng thức dậy, cơ thể vật vã mãi mới lê ra được phòng khách. Ngồi nghĩ vẩn vơ về cái bóng lúc tối. Em nhớ tới lời thằng bạn trêu em lúc trước. Mày có khi chết ở đấy cũng chả ai biết. Nỗi sợ chết như bóng hoàng hôn lúc chiều tà, ùa về len lỏi qua từng góc ngách nhỏ nhất trong tâm hồn, cùng với sự ảm đạm tới ghê người, sự lạnh lẽ thê lương của mùa đông. Nó hành hạ con người ta ghê gớm. Hơn lúc nào hết, ta ý thức được rằng sự bất lực và nhỏ bé của mình trước bóng tối khổng lồ im lặng của cái chết đang từ từ chậm chạp kéo về. Cái bóng lúc tối hôm trước cứ như là sứ giả của thần chết vậy. Hắn đứng đó chờ đợi nạn nhân tiếp theo một cách im lặng, chậm rãi để kiên nhẫn. Con chó trắng thì như một con quỷ có khả năng đánh hơi thấy mùi chết chóc, và tối hôm qua nó đã vẫy đuôi vui mừng báo cho chủ nhân của nó biết rằng cái cơ thể yếu ớt đang nằm trên giường này đang ngày càng tỏa ra mùi nồng nặc của cái chết. Khi đấy, phải sống, em tự nhủ như vậy. Phải sống để về nhà với mẹ, với em, với gia đình. Phải sống bằng bất cứ giá nào. Nếu cứ tiếp tục không ăn, không uống thế này thì chết chắc. Phải đi ra ngoài. Nếu có chết thì cũng để cho người ta biết, chứ không thể chết cô độc một mình như này được. Em cố dùng hết sức lực lết ra cầu thang, dùng cả hai tay bám vào tay vịn từng bước một. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải sống. Ra đến đường, trời lạnh vắng tanh. Em men bám theo hàng cây ven đường. Lúc nào mệt quá thì dựa vào gốc cây ngồi nghỉ. Gió thổi lạnh từng cơn, cây cối rụng hết lá, khiến cho cảnh vật càng thêm tiêu điều. Mỗi lần thấy ai là phụ nữ xách túi đồ đi qua là thấy tủi thân ghê gớm. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh các bà các mẹ đi chợ đem đồ ăn về chuẩn bị bữa cơm nóng hổi cho chồng cho con. Cả nhà quây quần bên mâm cơm thật là ấm áp biết bao. Còn mình thì thui thủi một mình, không người thân, không bạn bè. Giờ có nằm xuống đây thì chắc cũng chả ai biết mình là ai. Nghĩ đến đây, em càng quyết tâm hơn, cần cố gắng hơn nữa. Mệt cũng phải cố, và cũng vì mình chỉ có một mình ở đây. Mình mà không cố thì chả ai cố thay cho mình cả. Cuối cùng, em cũng đến được chợ. Chợ dân sinh cũng giống như bên mình. Mua được hơn một cân thịt bò, 2 cân khoai tây, vài củ cà rốt. Em định mua thêm gạo, nhưng sợ xách về không nổi nên đành thôi. Xách có tí đồ mà lúc đó cảm giác như chịu cả vai. Hành trình đi về nghĩ đến đã oải. Thêm đống đồ lại phải leo cầu thang 7 tầng lầu nữa. Nhưng kệ, đến đâu thì đến, cứ đi thôi. Trên đường về, em phải ngồi dựa gốc cây nghỉ 3 lần. Trong đó có một lần ngồi tựa gốc cây xong, gió thiêu thiêu thổi, rồi cứ liệm dần đi lúc nào không hay. Sau đó tỉnh dậy, vẫn chỉ có mình. Túi đồ thì còn nguyên, em lại đứng dậy đi tiếp. Về đến khu tập thể, nghĩ đến cảnh leo 7 tầng cầu thang, không biết mình leo nổi không. Em tự nhủ, cứ leo 2 tầng nghỉ một lần, thế nào cũng tới nơi. Vậy mà leo,
leo một mạch luôn không cần nghỉ. Cũng vì đói quá, tay xách đống đồ ăn, cứ nghĩ đến cảnh phê pha đánh chén là sướng rơn người. Về đến phòng, em vứt đồ đấy, ngồi ghế sofa nghỉ, thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ trưa, vội lục tục lôi đồ ra chuẩn bị. Nước từ vòi lạnh ghê người, vừa chạm vào cái đã rụt tay lại. Cái lạnh từ tay nó lan buốt lên tận cổ, rồi đầu khiến cho mình căng cứng cả thái dương. Em đổ tất thịt lẫn khoai tây cà rốt vào nồi cơm điện rồi cắm để đấy, chui vào trong giường nằm, ngủ một mạch luôn tới chiều. Lúc dậy thì trời tối sẩm. Mở vung nồi ra, sao mà cái mùi thức ăn thơm thế. Cái nóng tỏa ra phả hơi ấm cả mặt lẫn ruột gan. Em chưa luồn hai bát, thịt ninh cũng mềm, khoai tây bở nên dễ nuốt chứ không phải nhai nhiều. Ăn xong rồi nghĩ vẩn vơ lại sợ. Sợ đến tối khuya, sợ cái cảnh trời dần tối sẫm lại. Nhưng không còn sợ chết nữa vì biết mình sống rồi. Tối hôm đấy, 8 giờ là em đã chui vào trong chăn. Nhắm mắt lại, cố ngủ mãi mà không được. Thế nào, tới 10 giờ hơn, đói quá lại mò dậy ăn tiếp. Ăn xong no quá, ngồi trong phòng khách, vừa nhìn đồng hồ, kim chỉ giờ nhích dần về số 11 thì càng run. Ngồi nghỉ một lúc, em chui luôn vào chăn chùm kín mít. Mà cái kiểu càng cố ngủ thì càng khó ngủ, cũng một phần vì no nữa, cứ bị chằn chọc mãi. Đêm khuya tò mò quá, không dám hé chăn ra. Đợi mãi mà thằng tí hon kia chả đến, chả thấy nhảy nhót gì cả. Đợi lâu căng thẳng đầu óc, em liền mở chăn ra thì ối giời ơi, con chó kia vẫn ngồi y chỗ cũ, mắt ngước lên nhìn thẳng mặt mình, dửng dưng chả biểu lộ thái độ gì. Còn ở góc nhà, ông già vẫn đứng đấy, lặng lẽ không nhúc nhích, chỉ nhìn phía em một cách như là chăm chú lắm. Em chùm chăn lại rồi hé ra nhìn vài lần nữa, vẫn vậy. Em đánh liều hở chăn ra nhìn kỹ hai thực thể đó. Đầu tiên là ông già, lưng hơi còng, nhưng dáng vẻ lại không có vẻ gì là ác ý đe dọa cả. Có vẻ ông ấy lưng còng nhưng đứng đấy lại không cần gậy chống gì cả. Còn con chó, vì nó màu trắng lại ở ngay gần nên em nhìn rõ hơn. Kiểu giống như chó ta nhưng còn nhỏ, tầm 4-5 tháng tuổi, bé như bắp đùi. Nó hôm nay cứ ngồi yên một tư thế không đổi, ngẩng cổ lên nhìn. Nhìn chán xong, em lại đắp chăn ngủ tiếp. Ngủ luôn một mạch tới sáng mà không mộng mị gì. Cái nồi canh hầm đấy em ăn hơn 2 ngày mới hết. Đúng là đói, ăn gì cũng ngon. Ngay sáng hôm sau sức khỏe đỡ hơn, em gọi điện về báo cho gia đình. Mẹ với em gái trách em sao hơn tuần rồi mà không gọi về. Em thông báo vắn tắt tình hình, tất nhiên giấu nhẹm đi chuyện gặp phải ma. Chiều hôm đó em lại sức ra trạm y tế gần đó khám. Nói được hai câu, tôi bị bệnh, tôi là người Việt Nam là hết. Bác sĩ với y tá nhiệt tình lắm, bắt ở lại truyền dịch. Lần đầu tiên từ khi bị ốm lại cảm thấy ấm áp tình người nên cảm động lắm. Con bé y tá còn trêu gì đó nữa nhưng em chả hiểu gì. Cô ấy thì cứ đứng ở cửa phòng, vừa hát vừa nghịch điện thoại và cũng để trông em. Cả phòng bệnh có 6 giường, có mỗi mình em là nằm. Chuyển hơn 2 tiếng thì xong. Bác sĩ cho thuốc, bảo là về uống, hẹn mai lại qua chuyển tiếp. Bà bác sĩ nói mãi mà em không hiểu, phải dùng cả tay ra hiệu và cơm vào miệng, rồi bảo sau ăn, ý là uống sau ăn. Tối hôm đó, em lại lên giường sớm, nhìn kim đồng hồ nhích dần, lại chờ đợi thời khắc để đến. Thế mà tối đó chả có gì xảy ra. Em đợi tới hơn 1 giờ, chả thấy gì. Cả mấy hôm sau cũng thế, yên ắng lạ thường. Nhưng cái âm thanh trong đầu thì lại xuất hiện. Chu sù rấn, sân tí hả lớn ma. Có nghĩa là người ở trọ, sức khỏe đã đỡ hơn chưa? Một tuần liền, ngày nào em cũng đi chuyển dịch, sức khỏe có cải thiện hẳn, thậm chí có thể đạp xe đi học. Đến lớp
Thầy giáo ái ngại nhìn em rồi bảo: "Cậu bị bệnh rồi, đi khám bác sĩ đi." Em trả lời là em đã khám rồi, bác sĩ cũng đã cho thuốc rồi. Thầy lại bảo: "Nhìn cậu chưa khỏe hẳn đâu, thôi về nghỉ đi, khỏe hẳn rồi hãy lên lớp." Em lại lóc cóc đạp xe về. Từ nhà đến trường cách khoảng 6 cây số. Tất nhiên về nhà thì chán nên em vào thẳng luôn quán net, tối khuya mới về. Cho đến lúc này, sau vài ngày không thấy ông già và con chó trắng xuất hiện, em càng tin mình bị ảo giác do ở một mình, do ốm mệt. Đó là phản ứng của trí não khi mình quá cô đơn mà thôi. Nên em cũng mặc kệ cái giọng nói trong đầu với những câu hỏi đi hỏi lại nhàm chán. Đúng lúc đấy, thằng bạn em nó rủ về ở chung với nó. Nói thật thì cũng không thân lắm, nó lại ở với bạn gái nên em cũng ngại. Thực ra cũng vì hết tiền nên nó mới rủ em ở cùng. Nó vừa chuyển nhà, đóng tiền nhà với tiền cọc xong thì hết tiền. Rủ em về ở cùng để còn chia tiền nhà thì cũng có thêm một khoản. Em vì ngại nên suy nghĩ mấy ngày mới đồng ý. Cũng vì ở một mình thì buồn lắm, mà cũng ghê nữa. Ốm phát nữa nằm đấy thì ai chăm? Rồi bọn kia mà kéo đến nữa thì làm sao? Rồi còn tiền nhà, tiền cọc nữa, bỏ là mất. Cuối cùng thì em cũng chuyển nhà, bỏ cọc và bỏ luôn hơn 2 tháng tiền nhà. Trước mấy hôm chuyển đi, cái giọng nói đấy lại xuất hiện trong đầu em, nhưng lại hỏi: "Người ở trọ, cậu muốn rời đi à? Rồi người ở trọ, cậu không thích ở đây nữa sao?" Đặc biệt là mấy hôm cuối cùng trong đầu em luôn xuất hiện một dãy số là ngày 20 tháng 6. Em không nhớ rõ ngày bao nhiêu, 25 hay 27 gì đó. Và giọng đó nói: "Em hãy ghi nhớ kỹ ngày đó." Lúc đó là tháng 11 gần cuối năm. Hôm dọn nhà chuyển đi, tự nhiên có một cảm giác lưu luyến khó tả, kiểu như mình sắp xa cách một người thân nào đó. Em cũng chỉ nghĩ mình ở lâu một mình nên sinh ra đa cảm. Em dọn về ở với bạn hơn một tháng cho đến lúc được nghỉ Tết. Đúng là vui, vui vô cùng luôn. Nhưng thỉnh thoảng lại xảy ra va chạm. Bạn em ghen bóng ghen gió nên em quyết ở cùng nốt đến lúc về, giá Tết sang thì lại chuyển nhà tiếp. Mọi chuyện có lẽ thế là xong, cho đến khi về đến Việt Nam. Lúc đó em mới ngồi lại kể cho mẹ và em gái nghe tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện em vì cô đơn quá và mệt nên hoang tưởng ra ma quỷ như thế nào. Ai ngờ nghe xong, mẹ em im lặng trầm ngâm không nói gì. Còn con em gái thì kể cho em một chuyện làm em tin tất cả những chuyện xảy ra ở căn nhà đó không phải do em tưởng tượng ra. Em cũng không bị hoang tưởng mà là nó có thật. Trong thời gian em bị ốm ở bên Trung Quốc thì ở nhà cũng có chuyện. Em gái em thường xuyên bị đau đầu mất ngủ, rồi bị tự nhiên giữa đêm tỉnh giấc bởi những động chạm ở chân. Nó bị mấy hôm liền, khí sắc sa sút hẳn đi, khiến cho mẹ em rất là lo lắng. Tính của con em gái em thì cũng lì, bị mấy hôm mà để mẹ em gặng hỏi rồi mới nói cứ tưởng là nó thất tình. Mẹ em đưa em gái em vào bác trưởng để hỏi xem sự tình thế nào. Về bác trưởng em thì là một ông thầy cúng, con nhang đệ tử cũng đông. Trong chùa, đệ tử thậm chí còn có cả vợ của một ông to nữa. Nhưng với nhà em thì buột chùa nhà không thiêng, vì bà nhà em theo Phật nên hai người cứ nói tới chuyện lễ bái là sinh chuyện. Bác trưởng em nghe xong, nghĩ một lúc liền lên bàn thờ gia tiên vái tạ, lấy mấy miếng âm dương. Em cũng không biết nên gọi như thế nào để xin quẻ. Xin xong, bác có bảo với hai mẹ con: "Không phải lo, người nhà mình đấy. Vào được nhà mình thì trời có người nhà mình thôi. Lúc nãy anh nghe em kể thì cũng đoán ra được nên khấn xin âm dương các cụ nhà mình. Cả mấy lần đều xác nhận là đúng. Là cái cún, nó về thăm nhà, thăm mẹ, thăm em nó thôi. Nó đi lúc còn bé nên bây giờ vẫn là trẻ con. Về nhà thấy người nhà nên vui nhảy mừng thôi. Nếu không thích, thấy khó chịu thì cứ bảo đừng trêu em là được. Em gái em về làm đúng như những lời bác bảo thì từ đấy
hết thấy chị cuốn về nữa. Giờ nghe em kể chuyện, mẹ em lặng người không nói gì. Thời gian cứ như đọng lại. Em phá vỡ sự im lặng rồi bảo: "Con nghĩ mẹ nên thắp hương cho chị." Mẹ em lặng lẽ lên lầu lấy gói hương, bảo em ra sân thắp cho chị. Còn mẹ thì lên thắp hương trên bàn thờ Phật trên tầng. Đó cũng là lần đầu tiên nhà em thắp hương cho chị. Tết qua rất nhanh, em lại sang trường nhập học tiếp. Lần này em sang ở cùng với một bạn mới. Nói qua về bạn này thì tạm gọi là Sơn. Sơn là một thằng sĩ gái bốc đồng, chém gió thì thành thần. Mới sang được 2 tháng thì nó đã tiêu hết tiền đem sang nên đói. Tính em thì chắt chiu. Mới sang em đã mua một đống phiếu ăn để dành, còn Sơn thì tiêu vô tội vạ. Nơi ở mới của em thì là ký túc xá tư chứ không phải của trường. Giờ rất thoải mái, trai gái thì ở lẫn lộn. Phòng em có 6 giường nhưng chỉ có 5 giường ở. Em, Sơn, hai đứa Trung Quốc và đứa bạn gái của một trong hai thằng Trung Quốc. Thực ra thì đứa bạn gái kia là ở chui, chứ ban quản lý cấm trai gái chung phòng. Có lần em ngủ chơi trong phòng, lúc tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy đứa con gái kia đang đứng cuối giường em. Em nhìn quanh, bất chợt phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi mình em với nó. Suy nghĩ không đến một giây, em nhẹ nhàng kéo chăn lên che mặt ngủ tiếp, coi như chưa thấy gì. Về thằng Sơn, do tính tiêu pha bạt mạng nên sớm lâm vào cảnh đói kém. Cứ đến giờ ăn, em đi đâu là nó theo đấy. Thế nên đến giữa tháng 6 thì cả hai thằng ở tình trạng chung như nhau. Chẳng biết bằng cách nào, ngay lúc đấy thằng Sơn nó kiếm được chân bán hàng ở hội chợ. Em thì tiếng vẫn bập bõm nên ở nhà. Thằng này thì có tiền thì đi luôn mấy ngày không thấy mặt, làm em ở nhà đói vàng mắt, cả ngày không có gì vào mồm. Lục khắp nơi được 1 tệ, mua được 4 cái màn thầu bột hấp, vèo cái là chén hết luôn. Tối hôm đó em vừa nằm vừa chửi thằng Sơn khốn nạn. Ngày hôm sau cũng vậy, vốn cả ngày chỉ đi học về rồi nằm ngủ ngay mà vẫn cứ đói. Tối lại lục ngăn kéo, ba lô, túi áo các kiểu, được có 5 hào, mua được 2 cái màn thầu cầm hơi, vừa ăn vừa rủa bọn vong ân ăn cháo đá bát. Còn hơn 3 tuần nữa là hết học kỳ, mà thế này biết trụ được mấy ngày. Chạy sang phòng bên cạnh mượn tiền của một ông anh người Việt. Ông ấy đưa cho có mỗi 100 tệ rồi đuổi khéo về, nhục hơn cả chó. Thế nào mà lúc đấy em lại nghĩ đến chuyện về nhà. Hồi đó bọn em không hề biết đến thẻ visa. Sang đi học, thằng nào thằng đấy cầm xấp đô rồi ra ngân hàng đổi ra nhân dân tệ. Thành phố em học cách biên giới chỉ nửa ngày ngồi xe khách nên về cũng không quá khó khăn. Nghĩ là làm, em quyết định hôm sau ra bến xe mua vé về. Chỉ cần về đến biên giới là tiêu tiền Việt được rồi. Thành phố này có 2 bến xe lớn là bến Đông và bến Tây. Thường mua vé về biên giới là ra bến Đông. Bến Tây nghe nói cũng bán, nhưng chả thấy đứa Việt Nam nào ra mua ở đấy bao giờ. Sáng hôm sau, em quyết định ra mua vé ở bến Tây. Cũng về hết tiền, không còn tiền mua vé xe buýt, nên đành liều thử đi bộ ra bến Tây xem có bán vé không. Bến Tây so với chỗ em ở thì gần hơn, cách tầm 3 cây số nên em đi bộ, chứ bến Đông thì xa quá. Lúc đi bộ ra bến xe, tự nhiên em cảm thấy có một sự sợ hãi mơ hồ, kiểu như có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra với mình, nên em đi ngó trước ngó sau cẩn thận lắm, cứ thấy xe to là tránh xa. Đến nơi, mua vé hết 98 tệ, còn thừa 2 tệ cũng chả dám tiêu gì. Đi bộ khát như thế mà nước cũng không dám mua để uống. Có vé xong lại lóc cóc đi bộ về. Giờ xe chạy là vào lúc 11:15 ngày hôm sau. Thế nên hôm sau học xong tiết đầu, em xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ vài hôm, nói là về Việt Nam có việc, rồi lại quốc bộ ra bến xe. Cả buổi sáng hôm đấy là một sự lo lắng mơ hồ khó tả. Nó cứ bứt rứt trong người không yên, khiến cho em không biết có nên về hay không. Ra đến bến xe, tất cả có 9 người đi cùng chuyến với em đang ngồi chờ ở đó.
11 rưỡi mới có xe đến đón. Xe đón là hai xe su cóc loại 6 chỗ. Xe chở bọn em đến Biển Đông rồi ghép xe, thì chuyến xe lúc 11 giờ 15 đã đi từ lâu, lại phải ngồi chờ tới chuyến 12 giờ rưỡi. Cái cảnh ngồi chờ mà trong túi chỉ còn đúng 2 tệ. Em tự nhủ, sau này sẽ không bao giờ tin người như vậy. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải lo cho mình trước. Những thằng to mồm nói anh em với nhau phải sống thế này thế kia, đéo thể tin được. Tính cách như thế nào ở lâu mới biết được. Rồi cũng đến lúc bọn em lên được xe. Lúc trên xe, em cứ nghĩ mãi về cái cảm giác bất an của mình. Cái cảm giác ấy cứ quấn lấy, khiến cho em thậm chí nổi cáu với cả một chị gái người Trung Quốc ngồi ghế sau. Em gắt bà ấy là nói nhiều bất lịch sự quá. Bà ấy liền im luôn. Xe đi được hơn một tiếng thì thủng lốp phải dừng lại, thay mất hơn tiếng trên đường. Em lên xe cố chợp mắt mà mãi không ngủ được. Đến lúc xe lăn bánh được một lúc, em đang thiêu thiêu ngủ, bác tài bỗng ố lên một tiếng. Mọi người bỗng nhiên nhốn nháo đi ra. Xe đi chậm lại, lăn bánh từ từ tiến tới. Ngay bên trái đường, dưới ruộng, là một chiếc xe khách bị lật ngửa chổng cả bốn vó lên trời. Từ mặt ruộng lên đến mặt đường phải cao tầm 3 mét. Trên đường thì là thủ phạm, một con trâu bị gãy mất một sừng đang chảy máu trên đầu. Bác tài nói to, chuyến 11 giờ 15 là chuyến 11 giờ 15 đấy. Mọi người bàn tán xôn xao. Phụ xe sau một cuộc điện thoại thì báo với mọi người là có người chết. Lúc đấy bất giác em chợt nhớ tới lời nhắc là nhớ kỹ ngày 20 tháng 6. Em cẩn thận dở lại tờ vé xe thì chính là ngày hôm nay. Câu chuyện này cũng đã kết thúc tập nhân chứng sống ngày hôm nay. Các bạn đã đi du học, đã từng xuất khẩu lao động hoặc là đi công tác du lịch bên nước ngoài, nếu đã từng gặp những chuyện liên quan tới tâm linh thì hãy chia sẻ trong phần comment hoặc là gửi về mail cho kênh Chuyện Audio Đêm Khuya. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện ngày hôm nay. Và nếu thấy hay thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để ủng hộ MC. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Nhân Chứng Sống.